Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Xe buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh, chương thứ 559, huynh đệ sinh đôi của lão Phương Trưởng, team editor Cô Ly ẩn danh. Khi sức mạnh của tất cả mọi người đã tập trung lại trên người của lão đại, song trường của lão đại đột ngột đập lên lưng của tôi. Trong chớp mắt, thân thể của tôi có cảm giác như chiếc khinh khí cầu đột nhiên bị thổi phồng, cảm giác như cả người sắp nứt ra, nổ tung đến nơi rồi. Sức mạnh của 8 người quả thực không sánh được với thần lực của hàng trăm vị võ thần. Lần trước dù đã có nhiều bảo vật như vậy hộ thân, sức mạnh của họ cũng suýt chút nữa khiến tôi chịu không nổi. Sức mạnh của 8 người bọn họ truyền vào tôi, tôi khéo léo dẫn chúng vào trong nghiệp hỏa kim giao. Trong giây phút nghiệp hỏa kim giao được thả ra, vút một tiếng, cột sáng đỏ rực dài mấy mét thoát ra từ trong lòng bàn tay của tôi. Trong đêm tối, cột sáng vụt lên từ mặt đất như một ngọn hải đăng khổng lồ. La Phương Trượng giật mình, bảy quỷ Phật cũng sửng sốt. Tôi không biết liệu bảy quỷ Phật đó có suy nghĩ như thế nào. Có thể bọn chúng cũng có tư duy độc lập, chỉ là bị lão Phương Trưởng Vân Trung Tự này thao túng. Nhưng bất kể thế nào, quả thật bọn chúng cũng đã bị nghiệp hỏa kim giao từ lòng bàn tay của tôi làm cho chấn động. Mười huynh đệ cũng ngẩng đầu, nên nghiệp hỏa kim giao, cột sáng cao mười mấy mét, soi sáng toàn bộ bầu trời đêm như một chiếc đèn pin cầm tay công suất lớn chiếu về phía bầu trời. Bởi vì đó là sức mạnh mang tính nhất thời, thời gian tồn tại không quá dài, vì thế khoảnh khắc phóng thích nghiệp hỏa kim giao đã đến mức độ lớn nhất. Tôi lập tức bắn về phía bảy bóng đen quỷ Phật trên trời. Dù là bảy quỷ Phật ngồi trên hắc liên hoa vốn đào thương bất nhập, lúc này cũng bị nghiệp hỏa kim giao cường đại của tôi đánh cho tàn tác, biến vào hư không. Nghiệp hỏa kim giao đỏ như máu khiến chúng biến mất như một làn khói. Khi trường kiếm của lão đại chém trúng người bọn chúng, thân thể bọn chúng cũng sẽ vụt biến thành một khối xương đen tan trong không khí. Nhưng một lát sau, khối xương đen đó sẽ lại xuất hiện, ngưng tụ thành hình dáng như cũ. Tôi nghĩ lần này bọn chúng cũng sẽ giống như vậy, nhanh chóng ngưng tụ lại. Thật không ngờ mười mấy giây sau, trong không trung vẫn không thấy tung tích của chúng. Tôi chuyển mục tiêu sang lão Phương Trưởng của Vân Trung Tử, không khách khí vận nghiệp hỏa kim giao hướng về phía lão. Dài mười mấy mét, so ra thì cột nghiệp hỏa kim giao còn cao hơn 3-4 cây cột điện. Tốc độ nó xuất hiện và di chuyển nhanh như chớp, lão Phương Trưởng căn bản không thể nào tránh kịp. Nghiệp hỏa kim giao quét trúng, lão phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Tôi đột nhiên hiểu ra, lão Phương Trưởng Vân Trung Tự này chỉ cố làm ra vẻ thần bí. Bảy quỷ Phật sau khi bị bắn trúng sẽ biến thành một khối xương đen. Lão Phương Trưởng này cũng thế, sau khi bị trúng đòn, khói đen phun ra quẩn quẩn quanh người lão. Sau khi bị đánh trúng, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Điều này chứng tỏ ông ta cũng không phải quỷ Phật, cũng không có sức mạnh của quỷ Phật. Khói đen bao quanh người che giấu thân phận của ông ta, tạo ra sự bí mật khiến người ta nghĩ ông ta là cao thủ. Sau khi nghĩ ra điều này, tôi không dừng lại, tiếp tục đẩy nghiệp hỏa kim giao về phía lão Phương Trưởng Vân Trung Tử. Tôi đánh kẻ xa cơ, muốn nhân cơ hội này đánh ông ta trọng thương. Nếu như có thể giết chết ông ta thì càng tốt. Sau khi sử dụng, cột sáng của nghiệp hỏa kim giao đã tan đi vài mét. Tôi biết sức mạnh của mười huynh đệ đã suy giảm, tôi nhất định phải tranh thủ thời gian. Vũ khí đang ngắn đi nên tôi phải tiến thêm về phía trước. Vì thế trước khi nguồn năng lượng tan biến trong cơ thể tôi, nhất định phải truy sát được lão Phương Trưởng. Nhưng lại tại tôi mới đến trước Phương Trưởng, chuẩn bị ra tay, bờ rừng phía tây bỗng vụt ra một chiếc bóng trắng. Tôi chưa kịp nhìn rõ bóng trắng đó là cái gì, lồng ngực đã cảm thấy sự đau đớn, cả người bay ra ngoài, cơ thể nặng nề đập xuống đất. Tôi ho khan vài tiếng, muốn nôn ra máu nhưng không nôn ra được. Một cước vừa nãy khiến tôi suýt tắc thở. Tôi đứng dậy, ôm ngực nhìn về phía cái bóng trắng, mới nhìn thấy đó là một người mặc quần áo hòa thượng mộc mạc, trong tay cũng nắm một chuỗi niệm châu,
khoác áo cà sa. Có thể nói ngoại hình của ông ta và bóng đen lão hòa thượng Vân Trung Tử giống nhau như đúc. Chẳng lẽ đây chính là huynh đệ sinh đôi của phương trượng Vân Trung Tử? Bây giờ cả hai người đều xuất hiện. Lão Tứ chỉ vào cái bóng trắng, cắn răng, dùng hết sức lực toàn thân nói: "Đúng, chính là ông ta. Mọi người hãy cẩn thận đấy." Hóa ra kẻ đánh trọng thương lão Tứ chính là người mặc tăng bào màu trắng này. Nói cái khác, ông ta tuyệt đối là cao thủ. Người này vừa mới ra tới, trên mặt mang theo ý cười, nhìn tôi chằm chằm, sau đó nhẹ giọng nói ra: "Nghiệp hòa kim giao, lấy từ dưới long mạch Côn Luân, trải qua vạn năm tôi luyện, có thể coi là thần khí khoáng thạch." Không ai hé rằng, người đàn ông trung niên này lại nói tiếp: "Tiếc rằng rơi vào tay ngươi, cũng coi như phế bỏ đi." Mẹ nó, câu này quá không nể mặt tôi rồi. Có câu nói chó phải nể mặt chủ, nói người khác không vạch lỗi lầm. Ông ta nói thế này, khác nào chửi tôi là đổ rác rưởi. Tôi còn chưa kịp đáp lại, ông ta còn nói: "Một kẻ phàm trần như ngươi nhận được nó, không thể phát huy được uy lực lớn nhất vốn có của nó. Nếu ngươi đi theo ta, chỉ trong vòng 3 năm, ta sẽ biến ngươi thành cao thủ đệ nhất thiên hạ." Hóa ra là vậy, mục đích thực sự của ông ta chính là muốn nói câu nói sau cùng này rồi. Ông ta còn chưa biết trong người tôi còn có quỷ nhãn, thái tuế sống, vô chủ thần cốt, thi thể đẫm máu. Nếu ông ta biết, nhất định sẽ còn nhiệt tình mời tôi làm đồ đệ của ông ta hơn cả bây giờ. Tôi nói, làm đồ đệ ông thì có gì tốt, cả ngày đối mặt với một đám trẻ con, chế tạo những thứ đồ thương thiên hại lý này, còn không có chút xấu hổ mà mặc áo cà sa ra ngoài sao? Ông ta vừa nghe vậy liền ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Không phải vậy đâu, người sống tựa như chó lợn, vạn phần thống khổ thì sống có ý nghĩa gì đây? Ta chẳng qua là giúp bọn chúng sớm đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mà thôi, đây là việc thiện. Tôi lời tranh luận với ông ta nhưng phải cố kéo dài thời gian để nói: "Đem điều tôi làm đồ đệ của ông, tôi có thể không biến thành quỷ Phật không? Tôi chỉ muốn tu luyện bình thường." Người mặc áo cà sa trắng vừa nghe nói vậy lập tức gật đầu, vui vẻ nói: "Có thể, đương nhiên có thể. Nào, đến làm đồ đệ của ta, ta có thể cho ngươi tất cả. Ta sẽ biến ngươi thành Phật, có thể được vạn người kính ngưỡng." Lúc này, tuy miệng tôi bất động, nên tôi dùng giọng bụng nhỏ giọng nói với lão đại rằng: "Mấy người mau nghĩ cách trốn đi, trốn được càng nhiều người càng tốt. Tôi sẽ giữ chân bọn chúng ở đây, mau chạy đi." Lão đại còn muốn nói điều gì đó, tôi cắn răng thúc giục: "Đừng từ chối nữa, chạy được người nào thì tốt người đấy. Mạng của ai cũng là một mạng, vì có gì phải nghĩ đến chuyện chết chung. Các anh mau chạy đi, bọn họ sẽ không giết tôi đâu." Bởi vì tin chắc đối phương sẽ không giết mình, cho nên tôi mới dám nghĩ ra kế sách như vậy. Lão đại suy nghĩ một chút, lúc này mới cắn răng quyết đoán hét lớn: "Chạy, mau chạy thôi." Mời huynh đệ lập tức quay đầu, nhanh tựa bát hải thần thông, chớp mắt đã biến mất vào khu rừng. Mảnh đất trông lớn như vậy giờ chỉ còn lại một mình tôi. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên nhất là vị hòa thượng mặc tăng bào kia và tên hòa thượng như bóng đen nọ. Không sai, bảy quỷ Phật đuổi theo chúng tôi, hiện chúng đã một lần nữa ngưng tụ trong không trung. Đúng là bọn chúng thực sự không chết, thất quỷ Phật không dễ bị tiêu diệt như vậy. "Ta thành tâm mời ngươi làm đồ đệ của ta, thế nào? Ngươi cân nhắc kỹ càng xem." Hòa thượng áo trắng bước lên phía trước, dường như muốn đi đến đứng cạnh tôi. Tôi liếc nhìn ông ta, lại nhìn về phía mấy huynh đệ chạy trốn, thầm nghĩ trong lòng: ông ta thực sự không sai thất quỷ Phật truy sát bọn họ. Không phải ông ta muốn luyện hóa quỷ Phật chân chính sao? Thật không ngờ, lão hòa thượng áo trắng dường như đọc được tâm trí của tôi. Ông ta đứng ở trước mặt của tôi, mỉm cười nói: "Nếu nhiều người có thể làm đồ đệ của ta, ta cũng không cần quỷ Phật gì nữa. Không bắt được 10 huynh đệ kia, nên có thể bồi dưỡng ngươi thành đệ nhất cao thủ trong thiên hạ. Vinh quang này so với nuôi quỷ Phật lớn gấp trăm lần, ta cũng sẽ được
đường đường chính chính. Tôi cười nói, nếu bây giờ tôi nói cho ông biết, tôi không muốn làm đồ đệ của ông, ngược lại còn muốn lấy đầu của ông, thì thế nào đây? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 560, Hổ Khiếu Hạc Minh. Team Editor, Cô Ly Ẩn Danh. Tên hòa thượng mặc áo cà sa màu trắng cười nói với tôi, ta sẽ chẳng sao hết, ta sẽ không giết ngươi, để công xe không thả ngươi, ta sẽ mang ngươi về. Tôi biết bản lĩnh của tên hòa thượng này rất cao, nếu lao ta bức ép muốn dẫn tôi về thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả, huống chi còn có thêm thất quỷ Phật đang đứng lù lù bên cạnh. Nhưng lão hòa thượng này cũng không có ý định giết tôi, cho nên dù đi theo lão thì cũng không lo, chỉ sợ đến một lúc nào đó lão lại đổi ý muốn giết tôi, đem làm thành nguyên liệu chế thành quỷ Phật, vậy thì quá kinh khủng. Nhưng nghĩ lại, không phải chỉ có trẻ con song sinh mới chế thành quỷ Phật song sinh được hay sao? Tôi hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu. Trong đầu tôi vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Lão hòa thượng kia bỗng bật cười nói với tôi, đi theo ta đi, ta sẽ không làm ngươi bị thương đâu. Dứt lời, hắn quay đầu rời đi. Lão phương trưởng ẩn trong khói đen kia cũng thu hồi thất quỷ Phật, đi theo tên áo cà sa trắng. Thấy tôi vẫn còn ngơ ra một chỗ thì hỏi, không đi à? Trong lòng tôi đang rất rối, tôi không biết con nên đi theo bọn chúng hay không. Nếu lỡ đi một chuyến này rồi không về được thì sẽ vô cùng hối hận. Có một số việc không thể tùy tiện quyết bừa được. Tôi đang nghĩ biện pháp đi theo rồi liệu còn có cách nào trốn đi hay không đây. Đúng lúc này, sau lưng tôi truyền đến một câu, vì sao phải đi? Tôi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy ánh trăng chiếu sáng một con đường nhỏ, một người đang chậm rãi đi trên đường hướng về phía tôi. Ngược sáng cho nên tôi không thấy rõ mặt hắn, chỉ cảm thấy vai hắn rất rộng. Giọng của người vừa đến rất lạ, giống như đang bị ai chẹn vào cổ họng rồi cố nói chuyện vậy, cho nên tôi không thể nhận ra kẻ này là ai. Không hiểu hắn là cố ý làm méo giọng hay là tự nhiên vốn thế. Hắn chỉ đi lướt qua người tôi rồi tiếp tục đi thẳng về phía cặp trụ trì song sinh kia. Sau khi tới trước mặt hai lão già đó, hắn cười. Cảnh giới của hai người bọn người cũng không thấp nhỉ, tu luyện bao nhiêu năm rồi? Hai tên trụ trì, một đen một trắng, híp mắt nhìn chằm chằm cái tên vừa xuất hiện. Một lát sau, tên phương trưởng ám khói đen quát lên, người là ai? Tên phương trưởng mặc áo cà sa trắng bên cạnh có vẻ hơi giật mình, vội ngăn người anh em của mình lại, cười giả lạ bắt chuyện. Thật vui khi được bằng hữu từ phương xa tới thăm, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ đấy. Người kia giễu cợt một câu, các người không xứng đáng. Một câu đơn giản, khi thế độc đoán, khiến hai tên phương trưởng bị ép không thở nổi. Tôi đứng phía sau cũng rất băn khoăn, không biết kẻ ngông cuồng đến từ phương nào đây. Phương trưởng ám khói đen có vẻ tính tình không được tốt, không thể nhịn được nữa, đá mạnh một chân lên. Một cước này vô cùng độc, có thể nói là đánh lén, không đợi người khác có tâm phòng bị mà đã ra tay rồi. Người mới đến cười khẩy, ngăn đòn tấn công lại, đồng thời cất tiếng, đêm nay ta chính là đến đánh cho các người một trận đây. Dứt lời, hắn đã một cước về phía trước, kèm theo một cước này là một tiếng hổ gầm không biết từ đâu truyền đến. Tên phương trưởng ám khói bị trúng chỉ một chiêu này mà lùi về sau 5-6 mét. Mà thấy hai người kia đã động tay động chân rồi, có lại nhảy nữa cũng vô ích, cho nên tên hòa thượng mặc áo cà sa không nhìn nữa, cũng vung tay lên. Trường kia còn chưa chạm vào tên mới đến thì đã bị tên đó phản lực lại, kèm theo trường tay của hắn là một tiếng hạc ngân. Lão già mặc áo cà sa trắng kia cũng bị đẩy lùi mấy chục bước. Thật quá lợi hại. Tên gia hỏa mới đến này có một bờ vai rộng, thân hình lại cường tráng, vừa nhìn cũng biết là người đã trải qua rèn luyện. Hơn nữa vừa nghe mấy tiếng hổ gầm hạc hót vừa rồi
cũng đủ hiểu người này đích thị là cao thủ nội công thâm hậu. Hắn bước vài bước về phía trước, tiếp tục đánh, lấy một chọi hai. Cái gì mà hai quyền khó địch bốn tay, đối với tên vừa xuất hiện này chỉ là rác rưởi. Tôi có chút không theo kịp, chỉ thấy thân hình của tên mới đến lóe lên rồi lại lóe lên thành huyễn ảnh. Hắn tung quyền đánh vào tên trụ trì ám khói. Ảo ảnh còn chưa tan đi thì tên mặc áo cà sa trắng bên kia cũng chẳng hiểu vì sao đã trúng một nắm đấm rồi. Có thể nói trên thân thể của tên mới đến này toàn là ảo ảnh, căn bản không đếm được hắn có bao nhiêu nắm đấm, bao nhiêu quyền cước. Đây chính là cao thủ, lại thêm một người nữa có thể sánh ngang lão tổ và quỷ vương rồi. Nếu tính tốc độ thì có thể so ngang với chớp giật. Trong một giây không biết hắn đã có thể đánh ra bao nhiêu quyền, tung ra bao nhiêu cước. Tên phương trưởng ám khói đen còn muốn thả thất quỷ Phật ra, nếu có vẻ không thể động thủ thì đã bị kẻ mới xuất hiện đánh cho xương cốt gãy răng rắc. Tên mặc áo cà sa trắng cũng là cao thủ, mà cao thủ này như thế nào? Chính là biết tự lượng sức mình, có thể nhận ra được thực lực đối phương. Đây mới là cao thủ. Đánh không lại thì liền ngưng, không động thì sẽ không thua, đánh thắng được thì đánh cho chết. Như vậy ta sẽ thành cao thủ. Tên phương trưởng mặc áo cà sa trắng nhoáng một cái biến thành một tia sáng trắng, vội vã lôi tên anh em song sinh bị ám khói đen của mình biến mất dạng trong khu rừng rậm. Tốc độ cực kỳ nhanh, mặt tôi suýt thì không theo kịp. Tên mới đến lúc này mới xoay người lại, tiến tới gần tôi. Lúc này tôi mới miễn cưỡng nhìn được một chút dung nhang của hắn. Tên này sinh ra đã là kẻ lưng hùm vai gấu, gương mặt hung dữ, góc cạnh vuông vức đến mức tôi có cảm giác như là dùng búa khắc thành. Đê Vương Lệnh ở đâu? Tên này rất thẳng thắn hỏi một câu. Tôi hỏi cái gì cơ? Muốn nói tới bản lĩnh lừa mình dối người, tôi bây giờ cũng rất là nhuần nhuyễn. Nhưng kẻ kia không nhiều lời nữa, cứ thế thọc tay vào trong túi tôi, rút Đê Vương Lệnh ra. Lệnh bài này vốn không lớn, tên kia cầm trong tay chẳng khác nào một món đồ chơi. Ây, đợi đã, đây là di vật bà nội để lại cho ta trước khi chết, người công không thể cứ thế cướp đi như vậy chứ. Đừng có dùng nắm đấm bắt đạt người khác như thế. Vừa nói, tôi vừa cố gắng lấy lại Đê Vương Lệnh. Đây là vật lão đại ca già đưa cho tôi, đánh mất nó thì trách nhiệm cũng không nhỏ đâu. Có điều tôi đứng trước mặt tên tráng sĩ này thì lại cứ như một con gà con, tay của hắn cứ để nguyên đó không động đậy, nên tôi dùng cả hai tay của mình ra sức cậy tay hắn ra mà không được, thể lực của tên này quá mạnh rồi. Đê Vương Lệnh vốn không phải là đồ của ngươi, ta chỉ phụng mệnh để lấy nó về mà thôi. Ngươi bỏ tay ra đi, đêm nay không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Nói xong, tên kia cất thẻ bài đi rồi xuống núi. Tôi ngỡ ra, để khi định thần lại nhìn về phía đường núi thì lại chẳng thấy bóng dáng ai nữa. Anh chàng chiếu sáng cả ngọn núi như ban ngày, nhưng hoàn toàn không thấy nửa bóng người nào cả. Tôi gãi đầu ngốc nghếch, đành tay không về lại khách sạn. Mọi người đều đã ở đây, thấy tôi về thì trợn mắt há mồm. Lão đại là người chạy đến sốt sáng hỏi: "À bố, người tôi biết ông ta là đang muốn hỏi tôi sao lại trở về nhanh vậy. Vì một đôi phương trưởng song sinh kia đúng là cao thủ, bọn họ đánh không lại, cho nên chỉ bằng một mình tôi thì càng là đánh không lại. Thế mà tôi lại bình yên không chút thương tổn nào quay về, khiến cho quần chúng tò mò. Tôi chỉ đành kể lại mọi chuyện, còn thong vào một câu: Đê Vương Lệnh bị cướp đi rồi." "Cái gì cơ?" Lão đại già gần như giống lên. Một ông lão râu chắc, một ông lão râu tóc trắng phớ thất thần, mắt trợn ngược, có vẻ như đang tăng huyết áp, máy móc ngồi xuống ghế sofa, không thốt ra nổi một lời, dọa cho đám người xung quanh thất kinh hồn vía. Vội đến sắp khóc, may mà ông lão hồi kịp, không xảy ra chuyện gì, chỉ bị kinh sợ quá mức mà thôi. Sau khi đã bình tĩnh lại, ông ta vội vã hỏi tôi: "Là kẻ nào cướp Đế Vương Lệnh?" Tôi đáp: "Chính là cái tên cao thủ đã giúp ta đánh đuổi đôi phương trưởng song sinh đó. Hắn cướp Đế Vương Lệnh từ trong túi ta đánh không lại hắn,
Có điều hắn cũng không có ác ý gì với ta, không đánh ta còn giúp ta nữa. Sắc mặt của ông lão kia càng lúc càng khó coi, nghe xong thì thở dài thườn thượt, không nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy, liền phát hiện trong phòng rất yên tĩnh. Lão Kiều vốn ở cùng phòng với mình không thấy đâu nữa, có cửa những phòng khác thì cũng chẳng còn ai. Người phục vụ thông báo huynh đệ bọn họ đều đã trả phòng rồi. Hừng đông, trời còn chưa sáng, bọn họ đã rời đi cả rồi. Tại sao mấy người đó lại đi âm thầm như thế? Một câu từ biệt cũng không nói. Một người chính là bạn bè, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mọi việc làm tốt hay không tốt, chỉ ít lúc rời đi cũng phải cho tôi một cơ hội nói lời từ biệt mới phải chứ. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôi ngồi đần ra trong phòng khách sạn, trước khi trả phòng lại đưa mắt nhìn về phía chùa Hồng Sơn ở bên ngoài, ngắm chiếc chuông công đức kia mà lâm vào phiền muộn. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, tôi lười đứng dậy nên chỉ hô lên một câu: ai vậy? Người mang câu trả lời đến cho người. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 561, Song Đào, team editor, cô ly ẩn danh. Tôi kinh ngạc nghĩ thầm, đây là kẻ nào mới được, nghe giọng cũng chẳng nhận ra là ai. Khách sạn mà tôi ở là loại bình dân, nên cửa phòng không có mắt mèo. Một biệt tương mạo của kẻ kia, tôi chỉ còn cách đứng dậy ra mở cửa phòng. Một thanh niên cao to như tôi cũng chẳng phải ngại gì cả, chỉ ngại lười để cứ thế mở cửa ra. Bên ngoài là một người tàn tật, ông ta đang mỉm cười nhìn tôi. Râu trên cằm hắn mọc lún phún, hai chân dài thẳng tắp, đường hai ống tay áo trống không, có thể nhìn ra là kẻ này bị thiếu tay. Thời tiết hiện tại đã hơi lạnh, quần áo trên người tên này cũng rất hợp với nhiệt độ, duy chỉ thiếu đôi giày. Ngươi là ai? Tôi lặp lại câu hỏi. Người kia trả lời: ta là Song Đao, xin chào. Nói rồi anh ta lịch sự gật đầu với tôi. Tôi đáp lễ, sau đó theo thói quen đưa tay phải ra, nhưng lại giật mình nhớ ra người này không thể bắt tay với mình. Nhưng đúng lúc tôi định co tay lại, chợt bị một bàn tay vô hình giữa không trung chụp lấy. Là một bàn tay vô hình, tôi cả kinh, tay phải cứng ngắc tại chỗ. Tôi đưa mắt hoảng sợ nhìn chung quanh. Người kia lắc lắc tay tôi, cười nói: sao thế, người có ổn không? Có thể cho ta vào ngồi một chút không? Tất nhiên là được rồi, mời vào. Nói xong thì bàn tay vô hình kia cũng buông lỏng tay tôi ra. Sau đó hắn ta bước vào phòng. Khi đóng cửa lại, tôi có chút thẫn thờ. Đến lúc ngồi xuống bàn nước thì có điểm không chịu nổi, vì tôi bỗng nhớ tới một chuyện, một chuyện mà càng nghĩ càng sợ. Tên Song Đào kia không có tay, thế thì vừa nãy hắn dùng cái gì gõ cửa đây? Có lẽ là dùng chân đá, nhưng âm thanh của chân đá vào cửa hẳn là sẽ khác. Dùng chân đá thì sẽ gây ra tiếng bình bịch nặng nề, còn dùng tay gõ thì là âm thanh lanh lảnh nhẹ nhàng. Mặt khác, bàn tay vô hình vừa nắm lấy tay tôi chính là tay của tên Song Đao kia sao? Tôi lúng búng hỏi. Trong kia tay áo ngươi? À, tay ấy mà. Ai chả, ta cũng không biết nên hỏi sao nữa. Cứ tự nhiên, không sao đâu. Tay của ta ấy mà, không ai nhìn thấy nó đâu. Nhưng như thế không có nghĩa là nó không tồn tại. Nói xong thì một cái chén trên khay trà dần phối hợp mà bay lên, trôi về phía mép của tên Song Đao kia. Hắn uống một ngụm trà, sau đó cái chén đó lại nhẹ nhàng trôi lại về trên khay trà. Đây nhất định là cánh tay vô hình. Trước đây tôi thường nghịch mấy trò ảo thuật, giả vờ có một bàn tay vô hình trong bóng tối, có điều đó chỉ là lừa đảo mà thôi. Không ngờ bây giờ tôi lại thực sự gặp được một kẻ có đôi tay vô hình. Tôi giơ tay ra nắm lấy tay áo của tên Song Đào kia, thì phát hiện tay áo của hắn trống không. Điểm này làm tôi đau đầu không thôi. Lẽ nào hai tay của hắn không gắn trên thân của hắn hay sao? Vấn đề này tên Song Đao kia
cô không giải quyết cho tôi. Hắn chỉ hỏi, có người nhắn ta tới nói cho người hiểu về chuyện đế vương lệnh, cùng với việc vì sao mời huynh đệ kia lại rời đi. Ngay thế tôi vội hỏi, đúng vậy, ta cũng đang thắc mắc chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên nhân của mấy cái thứ này là gì thế? Song Đào thong thả nói, cả lấy đế vương lệnh từ tay ngươi đêm qua chính là người hầu của vị cao thủ giữ đế vương lệnh. Hắn ra tay chẳng qua là muốn thuận lợi giúp ngươi một tay, đồng thời không mong đế vương lệnh bị rơi vào tay mấy kẻ tà môn kia. Vậy còn 10 vị anh em kia thì sao? Sao lại chạy đi giữa đêm như thế chứ? Tôi rất khó hiểu chuyện này. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không đắc tội với bọn họ cái gì, cũng không biết đã làm họ tức giận ở đâu. Song Đào đáp, đế vương lệnh có quy tắc, thấy lệnh như thấy người, ai phát đi mệnh lệnh này nhất định phải được hoàn thành. Đây chính là uy nghiêm của nó. Mười vị huynh đệ kia chẳng những không giúp được ngươi, mà còn làm mất đế vương lệnh, cho nên bọn họ không còn mặt mũi ở lại. Tôi lập tức hô lên, không đúng, việc này không liên quan gì tới 10 vị anh em đó đâu. Lão đại ca đã giao đế vương lệnh lại cho ta, để ta mang nó chạy trốn. Nghiêm túc mà nói thì là ta làm mất đế vương lệnh mới đúng, không liên quan gì tới bọn họ cả. Song Đao lắc đầu nói, người đến thu hồi đế vương lệnh chính là người hầu trong tay tên cao thủ sở hữu đế vương lệnh. Lời này ngươi còn không hiểu sao? Tôi cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mà không ra, cho nên chỉ đành lắc đầu nguầy nguầy. Vị kia đã từ bỏ 10 huynh đệ, thu hồi đế vương lệnh, muốn đổi người, cũng không có khởi binh vấn tội 10 vị anh em kia đâu. Bọn họ chỉ là vì quá áy náy không hoàn thành nhiệm vụ nên mới bỏ đi thôi. Tôi ồ lên một tiếng. Nói tóm lại chính là ngươi là người được đế vương lệnh sai đến đây để giúp ta đúng không? Đúng vậy. Sau khi đế vương lệnh bị thu hồi đêm qua thì đã truyền đến tay ta. Việc mời anh em kia giúp ngươi đã đồn đại trong giang hồ lâu rồi, cho nên thứ này vừa mới tới tay ta thì ta liền hiểu bọn họ đã thất bại. Song Đào tỉ mỉ giải thích. Tôi không cho là đúng. Đừng trách bọn họ. Ta thấy cái tên cao nhân giữ đế vương lệnh hẳn là muốn lợi dụng thể chất được sinh ra từ quỷ Phật song sinh của 10 anh em để dĩ độc trị độc với mấy tên hòa thượng trong Vân Trung Tự thôi. Ai ngờ tên trụ trì đó lại còn quân bài ẩn là thất quỷ Phật. Chúng lợi hại quá, bọn ta đánh không lại chúng. Song Đào cười, không ngờ tâm địa của ngươi lại nhân hậu như thế, còn biết nghĩ đến người khác nữa cơ đấy. Ta cũng chả có ý gì đâu, chỉ là đế vương lệnh đã chuyển đến tay ta, không còn cách nào cả, ta phải chìa mặt ra thôi. Tôi thầm cảm thán về điểm lợi hại của cái thẻ bài đế vương lệnh này, đồng thời cũng tò mò không biết tên Song Đao kia có bản lĩnh gì đây. Mười vị huynh đệ vừa thất bại thì đa phái Song Đao đến, khẳng định tên này có điểm hơn người, có khi còn lợi hại hơn cả 10 vị huynh đệ kia cũng nên, hoặc có thể là thích hợp đối phó với quỷ Phật song sinh hơn mấy người kia. Vừa này đã được diện kiến đôi bàn tay vô hình của hắn, nhưng chỉ bằng đôi bàn tay này khó mà nói có thể đánh thắng cái tên kia được hay không. Chiêu này có chăng chỉ là ẩn cánh tay đi, muốn trộm thứ gì hay chiếm tiện nghi gì thì rất thuận tiện, nhưng chân chính quyết đấu có khả năng chả giải quyết được cái gì hết. Có điều nếu cứ thẳng tưng mà hỏi thì không được lịch sự cho lắm, thật lệ thì còn khiến cho người tưởng rằng mình bị khinh. Cho nên tôi cũng chẳng nói gì đến vấn đề này nữa, mà chỉ hỏi, chúng ta có cần kế hoạch gì hay không? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Song Đào rất thoải mái đáp, xuống lầu ăn cơm cái đã, việc khác người không cần lo. Vừa nói hắn vừa cười sang sảng. Rồi chúng tôi cùng đi xuống lầu, tìm đến một hàng mì xào phở, mùi vị cũng không tệ. Khi ăn cơm, tôi cố ý nhìn xem tên kia ăn uống ra làm sao. Thật không uổng công, hắn đã tạo cho tôi một ấn tượng vô cùng rung động. Tên đó cởi dép, dùng chân cầm đũa và bưng bát, làm cho tôi có một trải nghiệm mới mẻ hoàn toàn. Không chỉ mình tôi, đám người xung quanh cũng ngây cả ra. May mà chân của Song Đao cũng không tính là xấu, vừa trắng lại vừa thơm,
không có chút kinh tởm nào. Thử nghĩ mà xem, với phải ông nào chân đen, chân thối, chân đầy lông, mẹ. Lúc đó không cần nói cũng biết, ông chủ hàng ăn này đóng cửa nghỉ bán ngày hôm nay là vừa. Tôi khẽ khàng ghé vào tai hắn, hỏi, sao người không dùng tay mà ăn? Song Đào đang dùng đầu ngón chân kẹp đũa lên, gắp một miếng phở xào nhét vào miệng. Đợi nhai nuốt xong thì mới cười với tôi. Ta không muốn làm cho mọi người kinh hãi hoặc bị cho là dùng thần côn này nọ, cho nên mới phải làm thế này. Tôi hiểu rồi, hóa ra là tên này đang khiêm tốn, không muốn lộ công phu ra ngoài mà thôi. Đi đến đầu là tung hê kêu căng tới đó, không sớm thì muộn cũng toi mà xem. Ăn cơm xong, tên gia hỏa này còn tiện tay tách chiếc đũa dùng một lần ra một mảnh, sau đó dùng chân quắc mảnh đũa đó lên xỉa răng. Tôi suýt thì nằm ra đất. Dùng chân và cơm đã đủ rung động rồi, giờ lại còn dùng đầu ngón chân nhón lấy tăm để xỉa răng. Đây chính là đỉnh cao của phong cách sống. Kinh khủng hơn nữa là hắn dùng chân phải xỉa răng, chân trái lại rất hợp thời đưa lên che miệng. Ý là giữ lịch sự, tôi có chút không nhịn được muốn phun cơm. Đây không phải là sợ mới lạ nữa, mà thực sự là thiên tài rồi đấy. Khi rời quán ăn, Song Đào nói với tôi, người anh em, trong giang hồ có rất nhiều quy tắc. Giang hồ đã thu nạp ngươi thì ngươi nhất định phải nắm được những quy tắc này. Người dân ta đi ăn cơm chính là một trong những quy tắc của giang hồ. Một khi ta ăn bát cơm này của ngươi thì sẽ phải giúp ngươi. Song Đào chỉ là tên giang hồ của ta mà thôi. Ta tên thật là Hình Bảo Lâm. Vậy ta có thể gọi ngươi là Lưu Minh Bố không? Trong lòng tôi hơi ấm áp. Quả nhiên mấy tên đại ca lăn lộn giang hồ tính tình đều rất thật thà. Tôi cười đáp, được, gọi ta là A Bố là đủ rồi. Song Đào cũng cười, được, vậy đi theo ta, chuẩn bị chút đồ, tối nay chúng ta sẽ đến Vân Trung Tự. Hết chương thứ 561. Các bạn thân mến, hiện tại truyện audio của Nguyễn Thành đã bị ăn cắp rồi đăng trên rất nhiều website lậu. Đây là điều mình không hề mong muốn, họ chưa hề xin phép mình. Hy vọng các bạn có thể vào kênh YouTube chính thức của mình để nghe truyện. Đó cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành tiếp tục đọc truyện cho các bạn nghe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 562. Rừng cây hòe. Team editor Cô Ly ẩn danh. Tên Hình Bảo Lâm này tạo cho người khác cảm giác giống như bạn chí cốt vậy. Lúc này chúng tôi cùng đi mua đồ để chuẩn bị cho cuộc đột kích vào buổi đêm. Hắn không tiện để lộ tay, cho nên đồ đều là hắn chọn, còn tôi thì lo trả tiền. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng phát hiện ra một chuyện có vẻ không giống như lẽ thường. Song Đao thì vừa mới tới nên không biết, nhưng tôi đã ở trấn này từ lâu rồi, cô quen mặt kha khá người. Nhưng ngày hôm nay bỗng phát hiện trong trấn có thêm rất nhiều người lạ mặt. Tôi nói với Hình Bảo Lâm, hình như không ổn lắm, tự nhiên có nhiều người lạ quá. Hình Bảo Lâm cười trả lời, kệ mẹ chúng nó đi, chúng ta làm việc của chúng ta, họ làm việc của họ, không ai ảnh hưởng đến ai. Mày lắm việc quá đấy, kể cả có xảy ra xung đột thì người cũng không cần phải lo đâu. Nếu hắn đã nói vậy thì khẳng định là có chuẩn bị rồi, hoặc là hắn đã biết hoạt động của Vân Trung Tự, sớm đã điều tra qua. Khi về đến khách sạn thì tôi nảy ra một nghi vấn, nghi mai không ra, đành phải đem đi hỏi Hình Bảo Lâm. Cao nhân cầm đế vương lệnh trong tay có thể điều động cả giang hồ, tại sao tự hắn không ra mặt nhở? Song Đao Hình Bảo Lâm cười ha hà, nói nó rảnh quá ấy mà, nếu chuyện gì mà cũng để hắn tự mình đứng ra, không sợ đến đế vương lệnh thì còn nhắc đến sự tồn tại của đế vương lệnh làm gì. Thêm nữa, lấy năng lực của hắn mà nói, không cần chuyện gì cũng phải tự làm. Tôi ở một tiếng vẫn cảm thấy rất vô lý. Đến tối, hai người chúng tôi chuẩn bị kỹ, mấy thứ đã mua ban ngày cũng không có gì đặc biệt,
chỉ là đèn pin cầm tay và xà beng. Ngoài ra thì có đèn nháy và mũ bảo hiểm. Mấy thứ đồ này không dễ mua, tìm trong trấn cũng không có. May mà có một ông chủ có móc nối với cửa hàng bán đồ trang bị thám hiểm ở thành phố, cho nên chỉ cần trả thêm tiền, ông ta liền cho xe đưa đồ tới trong ngày. Tôi không muốn chờ lâu nên không ngần ngại trả thêm mấy trăm tệ để bọn họ nhanh nhanh xếp thẳng đồ tới khách sạn. Khi ra đến cửa, tôi không quên hỏi Song Đao: mấy thứ này mua để làm gì vậy? Có dùng được ở Vân Trung Tự đâu? Song Đao mỉm cười lên tiếng: đêm nay người sẽ biết có thể dùng được hay không, chỉ cần theo sát ta là được. Tôi gật gù: theo thì theo, hai người chúng tôi chỉ mang một bộ đồ trang bị gì thôi, không có lương khô này kia. Nhưng dây leo núi khá là nặng, một mình tôi phải đeo ba lô trang bị sau lưng. Khi tới khu núi rừng, chúng tôi vòng lên giữa sườn núi. Tôi chỉ vào Vân Trung Tự nằm giữa thung lũng dưới ánh trăng, nói: chính là chỗ đó. Song Đao đứng từ trên vách núi nhìn về phía ngôi chùa kia, đợi một lát thì cười khinh miệt: cô không lợi hại cho lắm. Đêm nay ta sẽ dẫn người đi tới một nơi. Chuyện lần này là do chính vị cao nhân sở hữu đế vương lệnh phái người mật báo cho ta đấy. Tôi nhìn điệu bộ của hắn, đắc ý cứ như một đứa trẻ được tặng đồ chơi đang khoe khoang ra ngoài vậy. Nói xong, Song Đao chỉ vào đỉnh núi ở phía đối diện: giờ phải tìm cách leo lên trên đó, đêm nay tạm thời chưa cần vào Vân Trung Tự. Dứt lời, hai chúng tôi bắt đầu tìm đường. Nơi đây vốn là khu vực hoang dã chưa được khai thác, cho nên không có đường mòn để đi, chỉ có thể dựa vào chính mình. Có điều nửa đêm tối trời lần mò như vậy thật rất khổ. Cùng may tôi còn có giản nhãn, Song Đao thì cũng có bản lĩnh gì đó, cho nên chúng tôi cứ thế tiến lên mà không có vấn đề gì. Vừa đi, tôi vừa hỏi hắn: sau khi đến đỉnh phía tây bắc của ngọn núi thì làm gì tiếp theo? Song Đào đáp: có thể chế ra thất quỷ Phật cũng không phải là việc một ngôi chùa nho nhỏ thế kia làm được. Sau lưng bọn chúng ắt hẳn có không gian lớn hơn, một cái ao huyết trì lớn hơn nhiều. Tôi vẫn không hiểu, người có thể giải thích rõ hơn được không? Hôm nay người cũng đã kể cho ta, trong chùa Hồng Sơn có một cái thành đất sét nung. Trong thành có một căn hầm bí mật, mà nơi đó đang giữ xác của ba người phụ nữ mang thai, có đúng không? Tôi gật đầu. Song Đao lại tiếp tục giảng giải: Vân Trung Tự là một ngôi chùa bình thường, lại có thể tạo ra thất quỷ Phật, người không cảm thấy rất kỳ quái hay sao? Một ngôi chùa nhỏ như vậy thì làm chuyện kia bằng cách nào? Tôi ngập ngừng trả lời: có phải ý của ngươi là gần Vân Trung Tự cũng có một cái thành đất sét nung giống với ở chùa Hồng Sơn hay không? Song Đao gật đầu nói tiếp: đúng, nhưng ta còn chưa dám chắc đó là nơi nào, cho nên vì cao nhân sở hữu đế vương lệnh kia mới phải tự mình tìm kiếm, nhìn tinh tượng soi hướng núi, lợi dụng bí thuật lay long kinh để tìm ra được mật thất tồn tại ở hướng tây bắc của Vân Trung Tự kia. Hóa ra là như vậy. Tóm lại bây giờ chúng ta sẽ chạy tới tiêu diệt hang ổ của bọn người ở Vân Trung Tự kia đúng không? Bắt giặc thì bắt vua trước sẽ đơn giản hơn nhiều. Song Đao tán đồng: đúng, chúng có thể tạo ra thất quỷ Phật nhất định không thể giống người bình thường được. Trước hết chúng ta phải phá hủy điểm then chốt của chúng đã. Nếu không, mặc kệ phái bao nhiêu người hay là bao nhiêu cao thủ đến đạp Vân Trung Tự thành bình địa, thì về sau bọn chúng vẫn có thể vùng lại lên, bởi vì sau lưng chúng có đại huyết trì. Đạo lý này tôi hiểu, bởi tôi rất thích xem lịch sử Thế chiến thứ hai. Những điều mà Song Đao nói rất giống với trận Nhật Bản đánh trận Trân Châu Cảng năm đó. Dù có phá hủy bao nhiêu tàu chiến nhưng lại bỏ sót sườn đóng tàu, cho nên chỉ trong 6 tháng Hoa Kỳ đã có thể khôi phục lại như cũ. Ở thời điểm này đối với chúng tôi cũng chẳng khác là bao. Nếu không tiêu diệt tận gốc cái đại huyết trì kia thì đánh vào Vân Trung Tự chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Quả là cao nhân vừa ra tay liền biết được hay là không được, rất thú vị. Khoảng 2 giờ sau,
chúng tôi đã tới ngọn núi ở hướng tây bắc kia. Song đao chỉ xuống dưới chân tôi, nói: Ngươi thử xem đây là gì. Tôi kiểm tra một hồi, tuy rằng dạ nhãn hoạt động rất tốt, nhưng tôi lại không hiểu mấy thứ như phong thủy, thế núi gì gì đó. Song đao thấy tôi ngu muội thì cũng không còn hứng thú nữa, nói thẳng luôn: Vân Trung Tử đặt ở vị trí cạnh vách núi, nên đứng từ đây nhìn, người có cảm thấy ngôi chùa kia cùng thế núi tạo thành cái dạng một bàn tay nắm lấy một viên ngọc không? Song đao vừa gợi ý, tôi liền đưa mắt nhìn bốn phía. Đúng là điều thế thật. Ngọn núi nơi chúng tôi đứng giống với ngón tay cái. Ngọn núi mà chúng tôi đặt chân ban nãy là ngón tay út. Còn lại ba ngọn núi phía nam xa xa là ba ngón tay còn lại. Rất thú vị, tôi bật cười. Trong đêm tối, một bàn tay vô hình vỗ nhẹ lên bả vai của tôi. Song đào ngữ trọng tâm trường, thâm thúy nói: Sau này người không sẽ hiểu được phong thủy hướng núi đấy. Tôi biết bàn tay kia là của Song đào, cho nên cũng không có phản ứng gì, chỉ gật gù thuận theo. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu ngắm đất một hồi lâu. Đêm nay trăng sáng, nhiều sao, khí trời khô ráo. Hắn nói: Đi theo ta. Càng đi theo hắn xuống sườn núi, không hiểu sao tôi lại càng thấy lạnh. Cô biết hiện đã là đêm khuya, hai người lò dò lên đỉnh núi khó trách sẽ bị lạnh, nên tôi vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: Người không lạnh sao? Thế tôi đang tự ôm lấy bản thân mà dùng mình, Song đào đáp: Lạnh chứ, cô chịu một chút đi, lát nữa sẽ đỡ hơn. Vừa nói, hắn vừa dẫn tôi đi vào trong một khoảng rừng rậm. Chân trước vừa bước tới, hắn đột nhiên khựng lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Một lúc sau thì nhẹ giọng thì thầm: Ây da, là người phương nào gây nên thế này? Tôi đương theo ánh mắt của hắn mà nhìn, chỉ thấy trong rừng mọc đầy cây hòe mà thôi, không có gì khác. Nên cái cây này cũng không có gì đặc sắc, chỉ to bằng cây cột điện, vừa một vòng ôm. Tôi không nhìn được lại hỏi một câu: Sao thế? Sau một lúc, Song đao mới trả lời: Có thể dùng đến đèn pin cầm tay rồi, lấy ra đi, chúng ta tìm được huyết trì rồi. Thật sao? Trên đường đi tôi đã nghe hắn nhắc tới nhiều lần, không ngờ lại tìm được nhanh như thế. Tôi lấy đèn pin từ trong ba lô sau lưng ra đưa cho hắn. Bóng đèn pin lơ lửng trong không trung, kèm theo giọng của Song đao: Nhìn kỹ xem, trên cây hòe kia có cây gì. Và các bạn nghe tiếp chương thứ 563, Hồ máu trong lòng núi. Team editor: Cô Ly ẩn danh. Tôi ngẩng đầu nhìn, trên cây hòe là từng chùm hoa trắng, nhìn rất giống loài hoa khi bé tôi thường hái ăn. Khi còn bé, nhà tôi nghèo, cho nên thường chạy ra ngoài kiếm hoa hòe, quả hương xuân để ăn. Những loại cây không có độc đa số đều ăn thử qua rồi, nhưng hiện tại ngẫm nghĩ lại thấy không đúng lắm. Bây giờ đâu có phải là mùa hoa hòe đâu. Đây có phải là hoa hòe không? Thuở nhỏ ta từng ăn rồi, trộn nó với mì rồi xào hoặc hấp lên ăn, rất ngon nha. Tôi tặc lưỡi, hơi đói rồi. Song đao cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt rất thâm thúy, sau đó nói: Trước giờ trong giang hồ vẫn thường nói ngươi là một tên đầu đất. Ta nghe còn không tin lắm, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Tôi gãi đầu, chuyện này mà còn phải nói sao? Rốt cục đây không phải hoa hòe á? Song đao lắc đầu: Người nhìn kỹ đi, thực sự giống cây hoa hòe sao? Thứ đó không phải hoa, mà là một loại cờ bạch lệnh. Tôi ngẩn ra, vội hỏi: Cờ bạch lệnh là cái khỉ gì? Tên nghe lạ quá. Song đào không muốn tốn thời gian, nên vừa đi vừa giải thích: Cây mà có thể kết ra thứ này, khẳng định là được nuôi gần một cái huyết trì khổng lồ. Cái hồ đó khẳng định là nằm dưới chân chúng ta. Hơi máu thấm ngược lên trên, ngấm vào trong đất, bị dưới cây hoa hòe hấp thụ thời gian dài, sinh ra thứ gọi là bạch lệnh cờ. Sau khi chúng tôi rời khỏi rừng cây hòe,
thì đột nhiên có một hòn đá nằm trên đất bay vút lên. Tôi hơi rùng mình, nhưng rồi chợt nhớ đến hai cánh tay vô hình của Song Đao, thầm nhủ mình nên quen với mấy cái trò quái dị này đi thôi. Có điều tên gia hỏa này hẳn phải có nhiều hơn là hai cánh tay, vì khi hòn đá kia bay lên, tôi chẳng thấy hắn làm gì cả, cứ giữ nguyên tư thế. Hòn đá kia va vào bạch lệnh cờ, khiến thứ đó rơi xuống. Song Đao cầm đưa cho tôi, nói: "Thử nếm đi." Tôi gạt đi: "Còn mẹ nó, đây là thành quả của đất nhiễm máu kết thành, ai mà dám ăn." "Không sao đâu, cắn hai cái rồi nhổ ra là được, không cần nuốt." Nghe vậy, tôi nhận lấy đưa lên mũi người, chứ không dám bỏ vào mồm ngay. Thực sự có mùi máu tanh nồng tràn đến. Tôi hỏi: "Bạch lệnh cờ này có thể làm được gì?" Công hiệu của nó có thể nói là không chính không tà. Chính thì có thể trị chứng ly hồn, hay còn gọi là mộng du. Tà thì có thể dùng để hủy hoại thể chất của con người, gây ra ảo giác. Thời cổ đại có rất nhiều người tìm kiếm thứ quả này đấy. Nói tới đây, tôi liền vứt bạch lệnh cờ đang cầm trong tay đi. Cái thứ đồ chơi này nhìn thì rất giống hoa hòe, nhưng không ngờ lại toàn là mùi máu, chẳng giống hoa hòe chút nào. Chúng tôi tiếp tục đi nửa giờ, Song Đao đã tìm đến một cái sơn động sau con đường quanh co. Song Đao nói: "Thấy không, chính là ở đây, nên ta dám cá chỗ này nhất định không vào được." "Không vào được, ngươi còn mang theo ta đến nơi này làm cái mẹ gì?" Tôi không hiểu Song Đao định làm gì nữa. "Đây là nơi mà mấy tên hòa thượng của Vân Trung Tự thường ra vào, chúng ta cần phải đến đây, nhưng không nên đi vào. Lúc này ta đã quan sát tình hình trong núi rồi, đã phát hiện được nơi yếu nhất của vách núi, còn tìm được một lỗ hổng nước cơ." Nghe vậy, tôi nhanh chóng rút dây leo núi từ trong ba lô ra, cười với Song Đao: "Hòa ra là người đã chuẩn bị xong rồi, cho nên giờ là lúc dùng đến dây leo núi rồi phải không?" Nói rồi, chúng tôi leo lên núi. Có điều chỉ có tôi phải leo thôi, còn Song Đao cứ thế bình thản đạp lên vách núi mà đi. Thân thể của hắn vẫn giữ tư thế như trên mặt đất, bình thản vững vàng. Tôi suýt ngất, rốt cục không nhịn được ngoái ra hỏi hắn: Xem hắn có tổng cả thầy bao nhiêu cánh tay, những cánh tay đó đang dài khắp người của hắn hay là bay xung quanh hắn, mà mấu chốt nhất là tôi muốn hắn cho tôi xem tay luôn đi. Song Đao bật cười nói: "Tay của ta có vô số, tiếc là không thể cho người khác nhìn thấy được. Từ khi sinh ra đã như vậy rồi, cha mẹ thân sinh tưởng ta tàn tật cho nên đã bỏ rơi ta, may mà được một tên ăn mày nhặt về đấy." Vừa cùng Song Đao tán chuyện, tôi vừa nhìn về phía dãy núi. Vực sâu vạn trượng gần trong gang tấc, chỉ cần sơ sẩy một chút là xong đời. Dù có hơi sợ, nhưng vừa leo vừa nghiêng đầu nhìn về phía ngôi chùa ở phía đông nam, cảm giác chính mình cũng đang hòa vào trong mây. Cảm giác này, cảnh tượng này, cả đời có một lần là đủ rồi. Ánh trăng chiếu trên vách núi, tôi bò xuống thoăn thoắt. Song Đao theo sát bên cạnh, ý chừng muốn canh cho tôi, sợ tôi xảy ra vấn đề gì. Hắn nói: "Một lúc nữa nếu người có nhìn thấy gì thì cũng đừng có kinh ngạc. Ta nghĩ nếu tên hòa thượng mà ngươi nhìn thấy ở Vân Trung Tự cũng sẽ giống với lũ ở đây như đúc. Có thể nói nơi này là một Vân Trung Tự khác." Lời này tôi hiểu, bởi vì những kẻ chế tạo quỷ vật song sinh hầu như đều là anh em song sinh. Dù tôi chưa từng thấy tên song sinh nào trong Vân Trung Tự, cũng có thể tự suy ra mấy kẻ còn thiếu kia hẳn là đang trốn ở huyết trì ẩn trên núi này. Chỉ có điều không biết Song Đao lại có thể tìm chuẩn xác như thế. "Từ từ đã, đến nơi rồi." Hắn hô lên một câu khiến tôi ngay lập tức khứng lại. Giữa vách đá bên phải của tôi mọc ra một cây cây nhỏ. Trời đã vào đông, không phải mùa cây cối sinh trưởng. Đáng lẽ ra không có một cái cây nào mới đúng, duy chỉ có cây cối trên ngọn núi này là quái dị. Đầu tiên là rừng cây hoa hòe kết ra bạch lệnh cờ, giờ là một cái cây xum xuê mọc ra vuông góc với vách đá.
Song Đao nhìn cái cây kia một hồi lâu sau thì nói: đúng là đây rồi, từ đây có thể tiến vào chỗ huyết trì trong núi, đi theo ta. Thế là tôi nới dây thừng ra, rồi túm vào cái cây đó, đu người vào trong hang núi. Cây hang này rất nhỏ, chỉ cao hơn 1 mét. Hai người chúng tôi phải khom lưng mới có thể tiến vào. Nếu để tháp sắt tới đây, khẳng định chỉ có thể lăn vào mà thôi. Sau khi lúi húi trong hang hơn 2 phút, tôi liền cảm thấy rất nóng. Vừa nãy thì lạnh, bây giờ lại càng lúc càng nóng. Tôi là người đi trước, để tranh thủ dùng dạ nhãn quan sát xung quanh. Cái lối vào hang núi này không phải do con người tạo ra. Nhìn mấy cái vết nứt với địa thế gồ ghề, đây tuyệt đối là do núi nứt ra mà thành đường đi. Có thể tìm được con đường đến huyết trì như vậy, khẳng định là thiên tài. Nếu cái tên kia là được vị cao nhân sở hữu đế vương lệnh cho biết vị trí này, nên cũng chẳng nghi ngờ gì được. Tiếp tục đi thêm 10 phút, vách động trước mặt càng thu hẹp lại. Đến cuối cùng, khi độ cao chỉ còn chừng 30 cm, chúng tôi phải bỏ vào trong. Bản thân tôi có chứng sợ không gian kín, càng tiến vào một nơi nhỏ tôi càng sợ. Cái khe nứt tạo thành đường núi này có hình phễu, càng đi càng hẹp, liền bỏ đến cuối. Có bị kẹt lại trong đó hay không? Nghĩ đến đây, tôi run run quay lại hỏi Song Đao: người có chắc chắn có thể đi ra được chỗ huyết trì không đấy? Song Đao khẳng định: 100%, ta đang ngửi thấy mùi máu rồi, tiếp tục đi lên đi. Thấy hắn chắc chắn điều vậy, tôi cũng vững tin, tiếp tục bò lên, thầm trấn an chính mình, còn như là nhiệm vụ cảm tử đi. Căn răng nằm rạp xuống mà bò tới. Cũng may quãng đường này cũng không dài lắm, sau 2 phút thì thoát ra được. Vừa thoát ra, cảnh tượng bên ngoài đã khiến chúng tôi kinh hồn táng đảm. Song Đao lẩm bẩm một câu: trong nhân gian có thể tạo ra được huyết trì quy mô bực này hay không? Không thể nào. Nơi mà chúng tôi đang đứng hiện tại là bên trong lòng núi. Ở chính giữa có một cái ao máu đỏ tươi đang sôi ủng ục. Có rất nhiều xác phụ nữ mang thai được treo trên vách động. Bao quanh ao máu kia có xác thì sắp sinh, có xác bụng chỉ vừa nhô lên. Đếm sơ qua phải đến hơn 1000 cô thi thể. Quả là một tràng cảnh khiến người khác giận sôi gan. Tôi nhìn chằm chằm vào cái hồ máu ở giữa động, nghiến răng nghiến lợi mà nói: ta phải làm thế nào mới có thể hủy diệt những thứ kinh khủng như thế này? Nếu không hủy đi, đó chính là làm nhục mệnh trời. Song Đao không trả lời tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào một thi thể người phụ nữ mang thai bị treo ở trên vách tường phía xa. Phần thứ 120 kết thúc tại đây. Lại xuất hiện một vị cao nhân có tên là Song Đao, do người cầm lệnh bài phái tới. Vậy người sở hữu đế vương lệnh này là một người như thế nào? Có phải hắn rất rảnh hay không? Trước tiên cử một tên cận vệ đến đánh sấp mặt hai tên hòa thượng kia. Tại sao không xử lý luôn đi, lại nhờ một tên có tên là Song Đao để đến giải quyết? Lại là một hành trình dài kéo dài mãi mãi, không biết bao giờ mới kết thúc. Cát Ngọc thì vẫn đang nằm ở bệnh viện, liệu cô ta có thể chịu đựng đến bao giờ đây? A Bố sẽ xử lý việc này như thế nào đây? Lang thang mãi trong núi không có hồi kết, ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, cao nhân sở hữu đế vương lệnh kia sẽ phái tất thảy bao nhiêu cao nhân đến giúp A Bố đây? Chúng ta không thể biết được. Vậy thì sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì? Chúng ta cũng chẳng thể biết được. Mời các bạn đón nghe những phần tiếp theo vào kỳ sau. Hãy đừng quên like kênh fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.